khán giả đang theo dõi bản tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin Việt Nam và đời sống. Việt Nam xác nhận đã cứu người dân Philippines khi tàu của họ bị Trung Cộng đụng chìm Chi cục Thủy sản tỉnh Tiền Giang vào hôm 17 tháng 6 xác nhận với truyền thông trong nước rằng tàu cá của ngư dân Việt Nam thuộc địa phương này đã cứu 22 ngư dân Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở bãi cỏ rồng vào hôm 9 tháng 6 vừa qua. Theo truyền thông trong nước, tàu đánh cá của chủ tàu là Ngô Văn Thẹn ở thị xã Gò Công đã đưa 22 ngư dân Philippines vào bờ an toàn và bàn giao cho Hải quân Philippines vào ngày 14 tháng 6. Hôm 15 tháng 6, hãng tin ABS-CBN đã có cuộc phỏng vấn với những ngư dân tàu cá Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm và các ngư dân này cũng xác định tàu cá Việt Nam đã cứu họ. Trong khi đó đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines vào hôm 14 tháng 6 cho biết, việc tàu Trung Quốc đâm tàu cá Philippines là không cố ý và thuyền trưởng tàu Trung Quốc đã tìm cách cứu các ngư dân Philippines nhưng đã phải bỏ cuộc vì bị những tàu của Philippines khác bao vây. Kính thưa quý vị, dân số Việt Nam đã vượt quá 97 triệu người. Theo thống kê mới nhất của Liên Hiệp quốc được công bố tại trang mạng dân số Việt Nam, thì dân số Việt Nam tính cho đến ngày 17 tháng 6 năm 2019 là 97.394.103 người. Như vậy thì dân số Việt Nam hiện nay chiếm 1.27% dân số trên thế giới. Việt Nam đang đứng thứ 14 trên thế giới trong bảng xếp hạng dân số các nước và vùng lãnh thổ. Mật độ dân số của Việt Nam là 300 14 người trên 1 km vuông. Với tổng diện tích đất là 310.060 km vuông, có 35.92% dân số sống ở thành thị. Theo dự báo, dân số của Việt Nam sẽ tăng 937.915 người và tổng số dân sẽ là 97.894.859 người vào đầu năm 2020. Việc gia tăng dân số tự nhiên được dự báo là dương vì số lượng sinh sẽ nhiều hơn số người chết đến 982.307 người. Hơn 10 năm về trước, để chận đà gia tăng dân số quá nhanh, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã khuyến khích phá thai và triệt sản. Hàng ngày, loa phóng thanh tại các vườn khốm đọc tên từng phụ nữ đi đặt vòng xoắn tránh thai và tên của quý ông ở địa phương phải đi cắt ống dẫn tinh triệt sản theo chỉ tiêu phải thi hành. Đài Loan bắt giữ 246 người Việt Nam làm việc bất hợp pháp. Hôm 15 tháng 6, cơ quan di trú quốc gia Đài Loan gọi tắt là NIA đã bắt giữ 413 công nhân nhập cư vì làm việc bất hợp pháp, trong đó phần lớn là công dân Việt Nam và Indonesia. Phần lớn trong các nhà máy và công trường xây dựng, theo Taiwan News cho biết, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, INA đã tiếp tục bắt giữ những người lao động nhập cư đã quá hàng thị thực. NIA cho biết, vào ngày 15 tháng 6, họ đã quy động một lực lượng đặc nhiệm để tiến hành kiểm tra trên 173 địa điểm và bắt giữ 413 người làm việc bất hợp pháp, cũng như 118 người sử dụng lao động và môi giới lao động, theo tin của thông tấn Đài Loan CNA cho biết. Trong số những người bị bắt giữ có 246 người Việt Nam và 130 người Indonesia cũng theo CNA. Phần lớn các lao động nam bị bắt tại các công trường và nhà máy xây dựng, trong khi nhiều phụ nữ bị phát hiện làm bồi bàn trong các nhà hàng và nhân viên trong các tiệm massage. Một bản tin về đời sống cho biết, tổ chức đại lệ kỷ niệm 54 năm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6. Vào lúc 10 giờ 30 sáng Chủ nhật ngày 16 tháng 6 năm 2019, đông đảo các cựu quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa cùng quý đồng hương đã có mặt tại tiền đình quận hạt Santa Clara để cùng nhau tham dự đại lệ kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 do Liên hội của Quân nhân quân lực Việt Nam Cộng hòa Bắc California đứng ra tổ chức. Lễ kỷ niệm Ngày quân lực Việt Nam Cộng hòa là một ngày lễ truyền thống được tổ chức hàng năm với mục đích vinh danh các tử sĩ anh linh. Các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đã chiến đấu và hy sinh cho tự do của miền Nam Việt Nam. Tham dự buổi lễ với sự góp mặt đông đảo của các vị khách quý thuộc chính quyền Hoa Kỳ, đại diện các hội đoàn, nghị viên, các khu vực và hơn 500 đồng hương đến từ khắp nơi đông đảo chiến sĩ thuộc các binh chủng như thủy quân lục chiến, lực lượng biệt kích, lực lượng mũ đỏ, cảnh sát quốc gia, các đơn vị bộ binh, địa phương quân, nghĩa quân, vân vân cùng truyền thông báo giới Việt Mỹ. Ngoài những nghi thức lễ truyền thống quý đồng hương, còn được thưởng thức chương trình văn nghệ đấu tranh với sự góp mặt của các ca cá sĩ địa phương và ca sĩ Thúy Anh đến từ miền Nam California. Buổi đại lễ kỷ niệm được kết thúc vào lúc 1 giờ 30 chiều cùng ngày. Kính thưa quý vị, bột mang nhãn hiệu Pillsbury bị thu hồi vì nguy cơ nhiễm vi khuẩn E. coli. Dịch bệnh E. coli hiện đang hoành hành tại một vài tiểu bang của Hoa Kỳ, đồng thời được cho là có dính líu tới các sản phẩm bột làm máy mang nhãn hiệu Pillsbury. Lệnh thu hồi đã được công ty chế biến thực phẩm nêu trên đưa ra, nhắm mục đích vào 4.600 thùng bột dùng để làm bánh mì đang được bày bán trên toàn quốc Bộ Cánh Đông Hoa Kỳ cho biết các sản phẩm bị lỗi đã được giao cho các hệ thống siêu thị trên toàn Hoa Kỳ. Tính đến nay, vẫn chưa có báo cáo chi tiết về số người bị thương hay gặp nguy hiểm đến tính mạng. Các triệu chứng của bệnh bao gồm sốt cao, tiêu chảy và đau bụng. Khách hàng được khuyên nên mang bột nhiễm vi khuẩn tới tiệm để lấy tiền bồi hoàn. Mới đây, chợ Audi và công ty bột King Arthur cũng đã đưa ra lệnh thu hồi tương tự. Cả ba nhãn hiệu bột nêu trên đều là công ty con của hãng ADM Mailing, vốn đặt tổng hành dinh tại thành phố Buffalo thuộc tiểu bang New York. Kính thưa quý vị, OJ Simpson dập tắt tin đồn về việc có quan hệ với Kris Jenner hoặc là cha của Khloe Kardashian trên Twitter. OJ Simpson đã tham gia Twitter vào tuần trước là nhân vật gây tranh cãi cho biết ông sẽ sử dụng nền tảng truyền thông xã hội để khiến cho mọi người phải chịu trách nhiệm về những gì họ nói về ông và ông bắt đầu với những tin đồn lan truyền rồng ông là cha ruột của Chloe Kardashian. Simpson đã đăng một video vào Chủ nhật để phản hồi lại một bộ phim tài liệu bởi Norman Brado, người tự xưng là quản lý cụ của Simpson, liên quan đến vụ giết chết Nicole Brown và Ron Goldman, mà Simpson bị cáo buộc tội giết người nhưng đã được tha bổng. Trong video của Simpson, ông phủ nhận rằng đô đã từng là người quản lý của mình và kịch liệt bác bỏ những cáo buộc rằng ông đã ngoại tình với Chris Jenner. Simpson chia sẻ, đề cập đến người chồng quá cố của Chris là người cũng bảo vệ cho Simpson trước tòa trong phiên tòa xét xử vụ giết người vào năm 1995 rằng Bob Kardashian, anh ấy giống như một người anh em đối với tôi, anh ấy là một chàng trai tuyệt vời. Anh ấy đã gặp và kết hôn với Chris và họ thực sự đã có khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau khi họ còn ở bên nhau. Thật không may là điều đó đã kết thúc. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin buổi chiều của đài CBN trên băng tầng 18.14. Băng Châu xin kính chúc cho quý vị lúc nào cũng gặp nhiều may mắn và lúc nào cũng được an bình. Kính mời quý vị vẫn tiếp tục trở lại đón theo dõi bản tin buổi tối của đài được phát hình vào lúc 8 giờ tối và 10 giờ tối với những tin cập nhật mới nhất. Xin thân ái kính chào tạm biệt quý vị.